Rồi, ok, hello anh em. Hai hai, lại là mình, Tâm đây. Nhờ ông nhận được cái skin Vs Kimono ấy. Đây, cái skin này, Vs Kimono này. Thì khi mà ông đánh đủ 4 cái đòn nội tại thì thường nó bị lỗi là đứng im ấy. Thế này tôi sẽ hướng cho mấy ông cái cách để sửa lỗi, cái cách để fix lỗi cái mà bị đứng im ấy nhá. Ok, thì đầu tiên là mấy ông để tôi vào phần đấu luyện test nhá. Đâu nhỉ? Không phải đấu luyện đâu nhỉ? Đây đây. Đâu rồi? Vs đâu rồi? À đây đây. Rồi. Iri cho tạm Iri đi. Sao sai giòn lag nhỉ? À tôi quên bật VPN đúng không ạ? Ui, lag thế. Đợi cho tải xong tôi thoát ra bật VPN cái. Đây đây, đợi tôi thoát ra bật VPN cái nhá. À đây, nhân đây tôi cũng hướng dẫn cho anh em cách bật VPN luôn này. Đầu tiên là mấy ông thấy cái dòng mà ở dưới cái chữ màu xanh mà tôi vừa bấm không? Đây, cái dòng này, cái dòng xanh xanh này. Đấy, mình bấm vào cái đầu tiên này. Đấy, xong chọn vào cái app nhá, đừng chọn sang cái thứ hai này. Đấy, cái đầu tiên là chọn cái app. Làm đúng các bước là bật VPN nó không lag luôn. Thôi, lao lại game khác. Đâu rồi, VS đâu rồi. Đây. Ai đi. Đây, cho cái skin này vào đi. Đấy, hết lát điện. Đấy. Đâu nhỉ. Đây. Ui, bây giờ phải đợi ai đi. Đi từ nhà ra nữa. Vai chưa. Đâu tắt, không có lính đâu nhỉ. Từ nhà ra. Cái lỗi bên này nó như kiểu hình như bên này là một cái tính năng ấy. Lỗi bên này là một cái tính năng ấy. Nó có sẵn luôn. Để mình bật tắt luôn. Đây, tôi ví dụ nhá. Đấy, nó đứng im này. Đấy, 1, 2, 3, 4. Đứng đơ, đó thấy không? 2. Này. Đứng đơ. Đó, thấy không? Em mấy ông thấy không? Nó vẫn đứng đơ nhá. Đây, mấy ông vào cài đặt. Mấy ông vào cái mục đầu tiên này, đấy. Mấy ông kéo kịch xuống dưới. Đó, cái thứ hai từ dưới trở lên ấy, mấy ông chỉnh về cái đầu của tôi thì là nó sẽ là cái thứ hai như này. Anh em chỉnh về cái đầu. Rồi, bây giờ mấy ông làm này. Đó, nó sẽ nhảy theo luôn đấy, đúng không? Đó, ok chưa? Uy tín luôn. Đây. Uy tín luôn. Đấy. Nó quay cái lịt nó sẽ không bị lỗi nữa. Đây tôi bật ra đi cho anh luôn. Đấy, quay cái lịt đó thấy không? Quay cái lịt. Đây. Mày. Ui. Quay cái lịt đó thấy không? Rồi, ok. Chúc anh em thành công nhá. Thì chắc là clip của tôi sẽ tạm dừng đây thôi. Anh em thấy clip mình hay thì mới để cho tôi một like, một share, một đăng ký kênh nhiều của tôi nhá. Còn không hay thì nhớ là quá điều ấy. Ok, bye bye.